bạn đang đi đúng hướng và đã tìm thấy được niềm đam mê của mình. Những dấu hiệu rất rõ ràng. Các bạn nhìn nhận công việc của mình khá khác biệt so với nhiều người khác. Sự hài lòng và cảm giác tự tin từ những nỗ lực của bạn là dấu hiệu cho thấy bạn đam mê công việc của mình và bạn thực sự yêu thích những gì mình đang làm. Cảm giác đam mê một thứ gì đó như thế nào? khi bạn thực sự thấy công việc nào đó thú vị và thực sự thích làm nó cuối cùng bạn sẽ hiểu được lý do tại sao bạn muốn làm việc này nhiều hơn từ bên trong bây giờ bạn biết lý do tại sao bạn đang làm điều này và mục tiêu tương lai của bạn sẽ là gì với nó khi bạn nghe thấy tiếng gọi của mình tiếng gọi từ bên trong từ việc thức dậy sớm đi làm và cuối cùng là thực hiện nó bạn sẽ cảm nhận được niềm đam mê bên trong điều đó dẫn đến việc làm cho bạn cảm thấy tự tin về bản thân mình đó là niềm đam mê khi bạn có cảm hứng để nỗ lực nhiều hơn không ai ngoài chính bạn mong muốn thay đổi điều gì đó và từ mình đón nhận nhiều thử thách hơn mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ hay áp lực nào từ bên ngoài không phải ai cũng cảm thấy hào hứng với mọi việc họ làm không phải ai cũng có cơ hội làm những gì họ thực sự yêu thích bởi vì tất cả chúng ta đều khác nhau về bản thân và có những quan điểm khác nhau để nhìn vào công việc chúng ta làm có thể có một danh sách dài những thứ mà bạn không giỏi tuy nhiên luôn có điều gì đó mà bạn muốn làm làm một mình và thực sự thích thú khi làm việc đó tuy nhiên làm thế nào để biết rằng bạn có đam mê với những gì bạn đang làm ngay bây giờ hay không câu trả lời là nằm ở cách bạn tiếp nhận công việc và cảm giác của bạn khi làm việc đó có một số dấu hiệu phổ biến của những người đam mê mà bạn có thể nhận thấy ở chính mình đặc biệt là khi bạn yêu thích những gì mình làm sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng điều thứ nhất bạn có đủ động lực để làm điều đó khi bạn yêu thích những gì bạn làm bạn không cần động lực bên ngoài để làm điều đó bạn có được nguồn cảm hứng bên trong bởi chính bạn bạn muốn làm nó chỉ vì bạn yêu thích nó và tận hưởng nó khi làm việc với nó bạn làm điều đó bởi vì nó làm cho bạn hạnh phúc đầu tiên điều thứ hai bạn thực sự yêu thích những gì bạn làm và bạn có rất nhiều việc phải làm không phải trong áp lực mà bạn có sự phấn khích để làm điều đó đôi khi bạn bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu bởi vì bạn cảm thấy hào hứng với mọi thứ liên quan đến đam mê của mình điều thứ ba điều tuyệt vời khi đam mê một thứ gì đó là công việc dường như không còn là gánh nặng đối với bạn nữa khi bạn yêu thích những gì bạn làm bạn không cần phải ép buộc bản thân mình nhiều hơn bạn chỉ thích nó và dành thời gian cho nó bạn thích bận rộn ngay bây giờ và thực sự chờ đợi để được bận rộn với niềm đam mê của mình điều thứ tư bạn rất kỷ luật khi nói về điều gì đó mà bạn đam mê. Khi cuối cùng bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn yêu thích, không gì có thể ngăn cản bạn. Từ lúc dậy sớm làm việc, cho đến tầng đêm khuya, bạn luôn cuốn mình vào công việc. Bởi vì bạn đang làm điều gì đó mà bạn yêu thích, bạn lập một kế hoạch dành riêng cho nó. Bạn sửa lại lịch trình hàng ngày của mình, bạn cập nhật thói quen của mình, và thực hiện một số thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của mình. Vì vậy, bạn có thể dành đủ thời gian cho niềm đam mê của mình. Bạn hào hứng với nó và vì vậy, bạn trở nên rất tập trung khi làm việc với nó. Điều thứ năm, bạn thích nói về công việc của mình một cách tự tin. Bạn có thể thảo luận về chủ đề này trong nhiều giờ. Bạn chia sẻ niềm đam mê của mình hào hứng đến mức ngay cả những người khác cũng bắt đầu quan tâm đến công việc này hơn nữa bạn thực sự cảm thấy được kết nối rất nhiều với những người khác những người cũng hào hứng không kém vì điều gì đó giống như bạn khi bạn thích những gì bạn làm và nỗ lực hết mình để hoàn thành những mục tiêu bạn đặt ra đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đam mê công việc này điều thứ sáu bạn giúp người khác đam mê một điều gì đó trong cuộc sống bản thân cách bạn trình bày và mô tả công việc của mình đã chứng tỏ rằng bạn yêu thích công việc mình làm những người khác có thể cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho công việc này sự nhiệt tình của bạn thực sự truyền cảm hứng để họ theo đuổi đam mê đó giống như bạn bên trong họ cũng cảm thấy tuyệt vời và có động lực để tìm thấy mục đích sống của mình bạn thực sự hỗ trợ người khác tìm thấy niềm đam mê của họ trong cuộc sống điều thứ bảy bạn không biết từ đâu mà có ý tưởng và động lực bạn luôn suy nghĩ và lên kế hoạch trong đầu bởi vì bạn hào hứng với những gì mình làm do yêu thích công việc của mình và bạn sẽ không biết từ đâu mà có ý tưởng khi đang thư giãn và xem tv đột nhiên bạn nảy ra ý tưởng về một điều gì đó mà bạn đang làm bạn chạy vội đến máy tính xách tay của mình ghi lại ý tưởng của mình và hào hứng viết một kế hoạch cho nó khi bạn không phải lúc nào cũng phải dựa vào thứ gì đó và ai đó để lấy ý tưởng. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đam mê thứ gì đó. Điều thứ 8. Bạn rất yêu thích công việc của mình. Đến nỗi bạn thích làm việc đó một mình hơn. Bạn thử thách bản thân để trưởng thành, nhưng bạn hỗ trợ mình rất tốt. Bạn yêu thích quá trình này và chỉ muốn tận hưởng công việc này từ mình thực hiện nó. Bạn không thể dễ dàng ủy thác công việc của mình vì bạn lo lắng rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm cường độ làm việc với nó. điều thứ chín, bạn không bao giờ từ bỏ nó. cho dù mục tiêu của bạn có khó khăn đến đâu, hay những lời từ chối bạn nhận được hàng ngày, bạn không bao giờ ngừng tin tưởng vào bản thân mình. bạn biết đấy, chỉ bạn mới có thể làm được và bạn sẽ làm được. bạn thích nâng cấp bản thân mình hơn. Và vì vậy, bạn tự mình đặt ra những mục tiêu đầy thách thức và không bao giờ bỏ cuộc. Đam mê là dấu hiệu phổ biến nhất của những người thành công và bạn đang đi đúng hướng. Điều thứ 10 Bạn có kế hoạch dài hạn cho niềm đam mê của mình. Khi bạn thực sự biết mình đang làm gì và tại sao bạn có thể hoạch định tương lai của mình một cách rất tự tin. Khi bạn yêu thích những gì bạn làm, bạn có kế hoạch của mình Sẵn sàng để làm theo. Bạn biết niềm đam mê của mình sẽ dẫn bạn đến đâu trong tương lai và những gì bạn sẽ đạt được sau này trong cuộc sống khi bạn tin vào mục tiêu của mình và không bao giờ bị thay đổi bởi những nhận xét tiêu cực thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đam mê mục tiêu của mình. Điều thứ 11. Bạn làm việc đó quên cả thời gian. Điều đó cho thấy rõ ràng bạn yêu thích những gì bạn làm khi bạn mãi mê với nó bạn quên xem đồng hồ trong khi làm việc của mình. Bạn đã làm công việc của mình trong 5 giờ qua và vẫn không cảm thấy mình đã làm việc lâu như vậy. Điều thứ 12, bạn không làm việc đó chỉ vì tiền. Bạn có thể thấy rằng đó là niềm đam mê của mình khi bạn đang làm việc đó bởi vì bạn yêu thích và tận hưởng nó khi làm việc. Trong khi hầu hết những người khác xem xét lợi nhuận tài chính như một lợi ích duy nhất, và mục đích là một cái gì đó, nhưng bạn thích làm điều đó hơn bởi vì bạn cảm thấy trọn vẹn khi làm việc đó. Bạn muốn cảm thấy tự tin, bạn muốn trải nghiệm sự thỏa mãn khi làm những điều bạn đam mê. Tất nhiên, bạn cũng muốn kiếm tiền. Tuy nhiên giữa tiền bạc và hạnh phúc, bạn biết nên tập trung vào điều gì trước và tại sao. Bạn tin tưởng vào bản thân mình cao đến mức bạn quên đi thu nhập ban đầu khi bạn biết rằng đó là niềm đam mê của mình. Điều thứ mười ba, bạn từ đặt mục tiêu và thời hạn. Bạn không cần ngay đó theo dõi tiến độ công việc của mình. Bạn nghiêm túc với công việc của mình. Bạn quan tâm đến chất lượng công việc của mình hơn bất kỳ ai khác. Khi bạn từ đặt mục tiêu và thử thách bản thân mỗi ngày, đó là những dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn đam mê công việc này. Điều thứ mười bốn bạn luôn có một việc cuối cùng phải hoàn thành trước khi đi ngủ bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc này và là việc chăm chỉ đến mức bạn thậm chí quên cả những việc cá nhân thường ngày bạn ăn hết thức ăn quá nhanh bạn hy sinh giấc ngủ của mình bởi vì bạn còn một số thứ cuối cùng cần sửa ở đó bạn luôn có nhu cầu cấp bách phải làm điều gì đó và vì vậy bạn trì hoãn chăm sóc bản thân mình khi bạn bắt đầu bỏ qua những khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống mà vẫn có thể tập trung, điều đó chứng tỏ rằng bạn đam mê nó. Điều thứ 16, bạn hy sinh rất nhiều cho đam mê của mình, ngay cả những yêu cầu cơ bản của bạn. Bạn biết rõ ràng bản thân bạn rất chăm chỉ, bởi vì bạn đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm niềm đam mê của mình. Điều tốt nhất về những người đam mê là họ tập trung vào một điều mà họ thực sự quan tâm bạn biết mình đam mê điều gì và giỏi ở lĩnh vực nào kết quả là bạn có thể phải hy sinh một số thứ trong cuộc sống những thứ khiến bạn mất tập trung hoặc càng khiến bạn xa rời thứ mình yêu thích khi biết công việc hoặc hoạt động vui chơi nào đó làm xáo trộn sự tập trung của bạn bạn cắt chúng ra khỏi lịch trình của mình nhìn chung bạn đã ưu tiên trong công việc của mình và biết công việc nào xứng đáng với thời gian và sự quan tâm của bạn Điều thứ 16, bạn học được rất nhiều và cập nhật bản thân mỗi ngày. Bạn không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì bạn biết và những gì bạn làm. Bạn luôn có điều gì đó để học và thử điều gì đó mới mẻ trong chủ đề hoặc công việc mà bạn quan tâm. Học những điều mới và luôn cập nhật thông tin mới là đủ để cho thấy rằng bạn thực sự yêu thích chủ đề này. Hơn nữa, khi bạn đam mê một thứ gì đó, bạn sẽ cảm thấy hào hứng đón nhận nhiều thử thách hơn. Quốc Canh vừa chia sẻ với tất cả các bạn những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng và tìm thấy được đam mê của mình trong cuộc sống. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Canh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại